Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị xét xử từ ngày 20 tháng 11. Lộ diện đầu mối cung cấp ma túy cho đường dây được hai cựu công an bảo kê. Nhanh chóng thông đường sau vụ tàu hàng bị chật bánh ở đèo Hải Vân. Điều tra hành vi phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Xung quanh tin đồn máy bỏ phiếu tự động chọn bà Harris thay vì ông Trump. Mỹ ra lệnh triển khai thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông. Nga phóng loại tên lửa đạn đạo không thể ngăn chặn. Ten Hag gửi tâm thư cho người hâm mộ MU sau khi bị sa thải. Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử sơ thẩm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan. Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị xét xử về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD, đồng hồ Patek Philippe và xe Mercedes trong vụ Xuyên Việt Oil. Cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre được cho là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động đến giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre nhằm cho công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%. Trong đường dây ma túy của bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương, còn được gọi là Hương Mẩu, cơ quan tố tụng xác định có sự tham gia của hai cựu cán bộ công an. Những kẻ này đã tiếp tay cho khâu vận chuyển cất giấu, bảo kê cho đồng phạm bán ma túy ra thị trường. Nguồn cung cấp ma túy cho Hương xuyên suốt vụ án là Nguyễn Thế Thành, sinh sống ở Thừa Thiên Huế. Từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Thành quen Hà Bá Vừ, một người mang quốc tịch Lào và biết Vừ bán ma túy. Do đó, Thành và Vừ đã thỏa thuận về giá cả các loại hàng trắng. Ma túy sẽ được người của Vừ vận chuyển qua biên giới Việt Nam và giao cho người của Thành tại các địa điểm gần biên giới trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua trung gian, Thành biết đến Hương Mẩu có khả năng mua và tiêu thụ ma túy, đồng thời có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an nên đã gặp gỡ và hợp tác tiêu thụ hàng cấm. Sáng mùng 2 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố tàu hỏa chật bánh khỏi đường ray khi qua đèo Hải Vân thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 10 phút ngày mùng 1 tháng 11, tàu hỏa chở hàng đang di chuyển vào đường sắt số 1 ga Hải Vân Nam. Khi đến km 771 800, tàu bị chật bánh 3 toa xe. Các trục bánh xe của các toa văng ra khỏi đường sắt. Một số container trên các toa bị đổ vào đường số 2, số khác thì bị nghiêng 45 độ về phía bên trái theo hướng tàu chạy. Đến sáng mùng 2 tháng 11, đại diện ga Đà Nẵng cho biết, trong tối qua và sáng nay, ngành đường sắt đã thực hiện việc chuyển tải hành khách qua khu vực đường sắt đang bị ách tắc do tàu hàng chật bánh. Ngành đường sắt đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ tàu hỏa bị chật bánh khỏi đường ray nhằm sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Đại diện Tổng công ty đường sắt cho biết, theo kế hoạch, tuyến đường gặp sự cố dự kiến sẽ được thông trong hôm nay. Ngày 2 tháng 11, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi có dấu hiệu phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Theo bằng chứng được phía doanh nghiệp cung cấp, vào sáng ngày 29 tháng 10, một nhóm người đi xe tải có cẩu nâng mang biển số tỉnh Thanh Hóa đi dọc tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và phá 9 biển cam kết bảo hành 10 năm của Tập đoàn Sơn Hải. Theo Giám đốc Nguyễn Quang Minh, từ khi đi vào khai thác cho đến nay,
Tuyến đường bảo hành 10 năm này đã nhiều lần bị kẻ xấu đổ hóa chất để phá hoại mặt đường. Đơn vị đã cảnh giác nên bố trí thiết bị và cán bộ nhân viên đi bảo vệ thường xuyên trong thời gian vừa qua. 9 chiếc biển bị phá hoại vào hôm 29 tháng 10 có tổng giá trị hơn 135 triệu đồng. Ngày 1 tháng 11, đài ABC News đưa tin các quan chức bầu cử ở bang Kentucky của Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc về gian lận bầu cử sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự cố kỹ thuật trên một máy bỏ phiếu ở bang này. Trong video đăng tải ngày 31 tháng 10, một cử tri ở hạt Laurel, bang Kentucky, được cho là đã bấm chọn cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhưng máy bỏ phiếu lại chọn vào ô có tên Phó Tổng thống Kamala Harris. Video bị cắt đột ngột và không hiển thị kết quả cuối cùng trên lá phiếu của cử tri này. Bình luận về video, người phát ngôn Sở Ngoại vụ bang Kentucky nói rằng đoạn video cho thấy lỗi xuất phát từ cử tri và máy bỏ phiếu đã hoạt động chính xác. Thư ký hạt Laurel, ông Tony Brown cho biết nhân viên của ông không thể tái hiện lỗi trên nhưng đã cho máy bỏ phiếu này ngừng hoạt động để mang đi kiểm tra ngay khi nhận được thông tin. Ông Brown cho rằng cử tri đã bấm vào khoảng trống nằm giữa các ô chọn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm lực lượng đến Trung Đông, bao gồm tàu khu trục, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công tầm xa. Theo hãng tin TASS, thông tin này được người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Patrider công bố. Ông Rider cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh triển khai thêm tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo, phi đội máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu, cùng một số máy bay ném bom tấn công tầm xa B-52 của Không quân Mỹ đến Trung Đông. Ông Rider cũng nói thêm rằng, các lực lượng này sẽ bắt đầu đến Trung Đông trong những tháng tới, khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln chuẩn bị rời khỏi khu vực. Theo tuyên bố của phía Mỹ, động thái của nước này là nhằm tuân thủ các cam kết của Mỹ về việc bảo vệ công dân và lực lượng Mỹ tại Trung Đông, giảm leo thang thông qua răn đe và ngoại giao. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cảnh quay về vụ phóng tên lửa đạn đạo Sineva và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Ya trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe hạt nhân của nước này vừa diễn ra. Theo hãng tin TASS, tên lửa đạn đạo Sineva phóng từ biển Barents, còn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Ya được phóng từ sân bay vũ trụ Pleskov. Trước đó, ngày 29 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố cuộc diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, cuộc tập trận bao gồm các nhiệm vụ tấn công hạt nhân bằng lực lượng tấn công chiến lược để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Trước đây, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Serga Karakhev từng cho rằng không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa Ya của nước này. Mới đây, huấn luyện viên MU Erik Ten Hag, người vừa bị MU sa thải, đã gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ sau hành trình đáng nhớ tại Old Trafford. Mở đầu bức thư có đoạn, gửi người hâm mộ, cảm ơn vì đã ủng hộ câu lạc bộ, bất kể sân nhà hay sân khách. Tôi đã cảm nhận rất rõ bầu không khí đặc biệt tại Old Trafford. Người hâm mộ đã truyền cảm hứng cho tôi và lan tỏa sự đoàn kết ở mọi nơi. Đó chính là điều giúp cổ động viên MU trở nên đặc biệt. Vị thuyền trưởng người Hà Lan cũng không quên gửi gắm tình cảm đến cổ động viên và các đồng nghiệp tại Quỷ Đỏ. Cảm ơn cổ động viên, cảm ơn nhân viên ở mọi bộ phận của câu lạc bộ vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Hai danh hiệu tại Man United là thành tựu mà tôi sẽ trân trọng trong suốt quãng đời còn lại. Ước mơ của tôi là mang thêm nhiều cúp về phòng truyền thống của MU. Thật không may, tôi đã phải kết thúc hành trình của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.